Vào ngày này năm 1918, tàu tuần dương Jupiter Thảo A của Pháp bị trúng ngư lôi và bị đánh chìm bởi một tàu ngầm Đức và trận chiến Man lần thứ hai kết thúc. Khi Chaplin quyết định vào mùa xuân năm 1918 sẽ là bối cảnh cho bộ phim hài tiếp theo của ông tên là Chiến hào của đại chiến, nhiều bạn bè và đồng nghiệp của ông đã lo lắng. Làm thế nào ai đó có thể chèn những thói quen vui nhộn vào một cuộc xung đột tàn khốc như vậy? Làm thế nào điều đó có thể được thực hiện một cách tốt đẹp? Hóa ra, họ không cần phải lo lắng. Rốt cuộc, ý tưởng nằm trong tay Charlie Chaplin. Kết quả là Show the Am 1918 vừa là một thành công lớn trong thời đại của nó, vừa là một bộ phim hài kinh điển cho chúng ta ngày nay. Như bao thanh niên khác, Charlie cũng phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhìn chung, anh có vẻ thấp bé hơn những người lính khác, nhưng sức công phá của anh là không có giới hạn. Chàng trai ngốc Charlie là một tân binh vụng về, người hầu như không thể tuân theo mệnh lệnh và đương đầu với cuộc sống trong chiến hào. Với vẻ ngáo ngơ của mình, anh không ngừng khiến chỉ huy phiền lòng. Mang tính nghệ sĩ của mình vào trong quân đội, Charlie vô tư trổ tài trước mặt chỉ huy. Một buổi duyệt binh mệt nhọc, Charlie được phép về doanh trại nghỉ ngơi. Trải qua buổi tập huấn, anh được đến một doanh trại tại Pháp để tham gia vào trận chiến. Nơi đó có nhiều hầm trú ẩn liền kề nhau. Charlie đến gõ cửa một căn phòng, một trong hai người đàn ông bước ra. Ông ta nhìn ngắm Charlie và tò mò với sợi dây chuyền bẫy chuột anh ấy đang đeo. Nó có thể kẹp bất cứ thứ gì chạm vào nó, ngay cả chủ nhân của nó cũng không thể tránh khỏi. Charlie được phép vào phòng, nhưng túi hành lý của anh quá khổ so với cánh cửa. Chỉ khi nhận được sự giúp đỡ của anh bạn cùng phòng, Charlie mới có thể vào được. Bên trong anh ta treo một chiếc dao bào format trên bức tường gỗ, một dụng cụ cạo ngược hữu ích khi chúng ta cảm thấy ngứa. Sau khi ổn định, Charlie đến phiên trực của mình, bất chấp bom nổ trắng trời sau lưng. Anh vẫn hiên ngang đứng yên một chỗ làm nhiệm vụ. Sự tẻ nhạt và buồn chán khiến Charlie nhớ đến quê nhà, nơi có món rượu mà anh thích. Đến giờ thay ca, anh đọc mật mã cho người lính canh mới và trở về chỗ trú ẩn. Trong lúc anh nằm ngủ, bên ngoài mọi người đang xôn xao vì có thư của người nhà gửi đến. Ai nấy cũng có, ngoại trừ Charlie. Không thể tin được mình lại cô độc đến như vậy. Charlie buồn bã quay về phòng, ngồi chống cằm, tự truy vấn bản thân ăn ở làm sao mà không ai thèm quan tâm. Charlie chán chường bỏ ra ngoài. Anh đọc kém một lá thư của một người lính. Sau đó thì người bạn bỏ đi vì không muốn chia sẻ với Charlie. Lại một lần nữa cô độc, Charlie nhìn xuống đất tự hỏi thổ địa liệu con có được nhận thư của người thân không? Thổ địa hiển linh, một người lính đã mang gói bưu phẩm. Trên đó không ghi tên, họ nghĩ đó là của Charlie. Anh ta vô cùng phấn khởi, vội mở gói hàng ra. Cuối cùng anh ta cũng nhận được một gói chứa format và chiếc mặt nạ phòng độc. Đây là loại phô mai được cho là thối nhất trên thị trường, một đặc sản của nước Đức lúc bấy giờ. Rõ ràng là món hàng này do quân địch gửi đến. Charlie tức giận, dùng hết sức ném nó qua doanh trại của địch. Thời tiết mưa nắng thất thường, lúc đi ngủ thì trời lại mưa, ngập cả hầm trú ẩn. Trời nóng quá nên anh bạn có dâu nằm dưới nước ngủ cho mát. Charlie thì không như vậy. Anh vẫn kê gối cao và lên giường nằm, đắp chăn lại cho ấm. Nhưng làm sao ngủ với cái máy cày cứ kêu ra giả bên tai. Charlie tạo ra một làn sóng dập tắt máy cày. Charlie sau đó ngoan ngoãn đi ngủ trong chiếc giường ngập nước của mình với chiếc còi máy hát dùng như một thiết bị thở. Sáng hôm sau, Charlie tỉnh dậy. Có lẽ ngâm nước lâu quá, bàn chân anh đã bị mất cảm giác. Charlie cố gắng ngoái bàn chân, vẫn không có cảm giác. Làm đủ kiểu nhưng nó vẫn không thể điều khiển được. Sau cùng anh mới phát hiện ra bàn chân đó là của ông dâu dâm. Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, bỗng một người lính hớt hải chạy vào. Anh ta yêu cầu mọi người có mặt trên tiền tuyến trong vòng 15 phút. Charlie nghe được mệnh lệnh, nhanh nhẩu cầm súng, lên nòng và xông thẳng ra cửa. Trước khi chiến đấu phải làm ướt tỏa thân thì mới may mắn. Nếu các bạn không tin, có thể thử. Lúc này ngoài trời vừa tạnh mưa, binh lính cũng tập họp ở đây. Charlie canh gác theo mệnh lệnh. Anh lấy một đồng xu số 13 ra và bắt đầu cầu nguyện. Phía sau tiếng mưa bom bão đạn không ngừng lắm mồi người thót cả tim. Chớp đúng thời cơ, chỉ huy ra lệnh tổng tấn công. Binh lính bắt đầu leo thang qua chiến hào địch. Charlie làm màu tí xíu cho đỡ căng thẳng, rồi sau khi mọi người đi hết, Charlie rảo bước theo sau. Chiến thắng thành công trở về, chiến hào địch đã bị lấp kín. Quân đội vui mừng khôn xiết, Charlie quay về mang theo rất nhiều mũ của quân địch làm kỷ niệm. Bọn chúng bị bắt hầu như đầy đủ. Chỉ huy gặp Charlie và hỏi anh làm thế nào bắt được 13 người Đức. Charlie dõng dạc trả lời, tôi đã bao vây họ. Charlie giờ đây đã là người hùng của quân đội. Anh được đưa đến căn phòng nhỏ 2m² được lắp cửa chống mũi cẩn thận. Sau đó trở thành tình nguyện đi lang thang qua các phòng tuyến của quân Đức, anh được ngụy trang dưới dạng một thân cây. Những cảnh cải trang bằng cây được quay ở vùng nông thôn Hollywood trong một đợt nắng nóng mùa hè.
một thử thách khá lớn đối với Chaplin trong bộ trang phục rườm rà đó. Trong bộ trang phục gốc cây, việc điều khiển được nó là hết sức khó khăn, nhưng Charlie vẫn thành công hạ gục tên địch. Một tên lính thấy điều bất thường, âm thầm đi đến, phát hiện ra đồng đội nằm ngã ở đó. Charlie giáng một đòn xuống để bọn chúng nằm chung cho vui. Tên còn lại thấy vậy cũng lao đến, cuối cùng cũng bị Charlie hạ gục. Không may, người bạn cùng phòng của anh lại bị chúng phát hiện và giải anh ta đến chỗ gốc cây mà Charlie đang đứng trực. Đám quân Đức bước vào vị trí, chuẩn bị xử bắn quân địch. Đúng vào vị trí của Charlie, anh nhanh nhẹn quấy rối những tên lính canh. Trong lúc chúng phân tâm, cả hai nhanh chóng chạy thoát. Tên lính Đức đuổi theo Charlie vào một khu rừng. Với hình dạng một thân cây, anh có thể dễ dàng ẩn nấp. Sau đó anh chạy thoát khỏi khu rừng và trốn vào một đường ống bí mật. Một lần nữa hình dạng nhỏ nhắn đã giúp anh thoát nạn. Charlie cởi bỏ bộ trang phục thân cây và chạy thoát. Anh tìm đến một ngôi nhà vắng vẻ, tùy ý vào trong và lên lầu đánh một giấc thật ngon. Lúc này, chủ nhà vừa về tới. Cô ấy hết sức ngạc nhiên khi thấy người lính lạ mặt đang nằm trên giường mình. Nhưng không nghĩ ngợi nhiều, cô ngồi xuống bên cạnh và chăm sóc vết thương trên tay cho anh ta. Khoảng cách ngôn ngữ giữa cô gái người Pháp không làm khó khăn được chàng lính người Anh. Charlie thuật lại trận chiến của mình bằng hành động cho cô ấy hiểu. Bất ngờ Fruit này họ nghe thấy một âm thanh lạ, đó là tiếng đóng cửa. Cô gái mạnh dạn bước xuống để kiểm tra, nhưng không may đụng độ tên râu mập, hắn không làm hại cô ấy, chỉ muốn biết thông tin của một tên lính lùn mà láo. Cô gái dĩ nhiên trả lời không biết, chúng cảm ơn cô rồi bỏ đi. Cô chạy lên báo cho Charlie biết và yêu cầu anh giữ im lặng. Phía bên dưới, chúng quay lại với một khẩu đại bác. Anh lần mò bước xuống dưới, đụng độ đám lính Đức. Charlie trước giờ chưa từng ngán ai, một mình anh chấp hết. Charlie lao xuống khống chế được khẩu súng, ba tên lính sợ đến nỗi gần như vãi cả ra quần. Cô gái từ trên lầu đi xuống, nhận nhiệm vụ thu giữ vũ khí. Khi cô vừa mới đi, một tên lính khác từ bên ngoài bước vào. Từ phía sau, hắn chồm đến Charlie, anh bẻ chân hắn rồi chạy thoát lên lầu. Những tên lính kia bắt đầu đuổi theo Charlie. Anh nhảy ra khỏi cửa sổ tàu thoát. Ngôi nhà từ từ đổ sập xuống với cân nặng của tên lính râu mập. Cô gái không may bị lính Đức bắt giữ. Cô lo lắng sẽ bị hãm hại. Trong lúc chỉ còn lại 2C người, Charlie leo từ ống khói ra, vô tình bị rơi vào chiếc nồi đang đun trên lửa, xém tí là cháy cả bờ mông quyến rũ. Charlie nhặt cây gậy đang bị đốt cháy lên và xiên vào mông tên chỉ huy Đức. Sau đó Charlie đấm vào mặt khiến hắn bất tỉnh, rồi nhốt hắn vào trong tủ khóa. Lúc này bên ngoài quân lính kéo đến rất đông. Charlie buộc lòng phải trốn vào trong tủ. Tướng lĩnh của Đức bắt đầu tra hỏi cô gái về tung tích của tên chỉ huy. Cô lắc đầu không biết. Trong tủ nghe thấy tiếng động lạ, ông ta phát hiện cô gái nói dối, yêu cầu cô ấy mở tủ ra. Charlie từ bên trong bước ra với trang phục của lính Đức, quần áo vẫn còn xộc xệch. Chúng tức giận đuổi hai người ra ngoài vì nghĩ họ đã làm chuyện đồi bại trong quân ngũ. Anh tình cờ phát hiện ra đồng đội của mình lại bị bắt một lần nữa. Anh ta nhận ra Charlie ngay và đến bắt tay làm quen. Nhưng Charlie cho hắn một cái tát ngay lập tức vì sự lộ thân phận. Anh ta phải chứng minh và lấy được lòng tin của lính Đức. Sau cùng anh ra lệnh cho binh lính rút quân giao tù binh cho anh xử lý. Màn kịch vẫn chưa kết thúc, phải giả vờ cho tên lái xe tin tưởng. Sau đó họ nấp ra phía sau, một tên sĩ quan phát hiện ra hành động kỳ lạ của Charlie. Hắn có ý định đến gần. Charlie ra hiệu cho đồng đội nấp vào sau bức tường, một mình anh ứng phó. Tên sĩ quan đến gặp Charlie, tay Charlie đã giấu sẵn một tấm vải. Đồng đội lúc này từ phía sau nhào ra, cả hai hợp tác khống chế được kẻ thù. Tên lái xe tò mò bước xuống kiểm tra, hắn định bắt cô gái. Nhưng Charlie đã dùng súng uy hiếp hắn đi theo mình. Một lúc sau, họ thay trang phục của lính Đức thành công, trà trộn về doanh trại Đức và chiếm lấy chiếc xe quân dụng. Những tên lính không hề hay biết gì, leo lên xe dưới sự điều khiển của Charlie. Anh ta chở thắng chúng về doanh trại của mình. Charlie lập công lớn khi bắt được một tên tướng và hai chi huy cấp cao của Đức. Bộ phim kết thúc với thông điệp hòa bình trên trái đất, thiện chí cho tất cả nhân loại. Charlie tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ.